Tuấn ơi, mình có cái vụ kia, mình phải mặc cái quần của Nam mà. Trời ơi, Nam cũng có nữa. Đâu, em, quần Nam đâu? Em muốn mua quần BD, em mặc. Cũng có Nam nữa, BD. Ủa, quần nào quần BD? Có BD. Đâu, quần nào quần BD đâu, lấy em không coi coi. Tommy nè. Đâu, quần nào quần BD? Trời, có quần BD nữa trời. Ừ. Không ơi, quần nào quần BD? Ừ, có BD nữa. Rồi. Thôi, lựa coi, đâu cho anh Thông coi có quần nào quần BD nè, coi. Quần anh Thông đang tìm hiểu nè. Nè, quần BD nè, Tommy nè, Ơi, đất ơi, à quần đó là quần BD á hả? Ừ, BD. Ủa, quần nữ luôn mà. Nữ, BD. Trời đất ơi, vậy là quần tâm mì ha. Ừ, tâm. Vậy con, ý của con á là con định lấy cái đó con thủ tiêu, nhưng mà có nên không? À, mình lấy cái này nó cũng mua khác thôi. Tại vì ý của con á là con lấy những cái quần nữ đó, con mua những quần nam, nhưng mà cô thấy nó có chịu mặc hơn. Rồi, thôi thôi, nếu vậy thôi khỏi đi. Là cô này á ha, là quyên tiền cho cô. À, là đi chị. Nó đi nhập viện luôn. Vậy hả? Không có tiền đâu. À, có như đi quyên góp luôn hay là mình lấy tiền nhà mình? Đi góp rồi cái nào thiếu thì mượn tiền. À, thiếu thì còn ta đưa, tôi còn cho mượn kìa. Đó. Tôi cho mượn 5 triệu bạc. Đâu có đủ đâu, ta cũng cho 3 triệu trở lại rồi cho 50% thôi, đâu có nhiều. Giờ con cũng đang thiếu nè, quyên con ơi. Cái đó bây giờ sao giờ? Đâu có cái tiền nó lãnh tiền gì đó. Tiền khùng đó, rồi có một tháng tôi lấy lần 1 triệu đó, lấy cho là đủ 5 triệu thôi. À, vậy là Tuấn nó cũng được hỗ trợ của địa phương cái tiền tâm thần nữa ha. Dạ, cũng như mình mượn trước mình trả sau. Dạ. Ai biểu sự quen lớn với bệnh viện. Cái này thành mối luôn ha. Vậy là tính ra hả cô á, là đủ thứ bệnh trong người rồi, bà bệnh thêm cái tâm bệnh nữa nè. Bà bệnh tâm lý dữ lắm nè. Bà bị áp đặt ở bên, bị con nhỏ này nè, nó làm bới giết bà cũng rầu nữa. Lên cơn dữ lắm ha. Dạ hả? Là cô tên Nở hả? À là mẹ nó. À. Nợ có nhiều đó, hồi nãy nợ có vụ điện thoại không đó, là thấy không? Đó. Nó cái đó giống như là đồ quý của nó mà. Dằn dặt bả hoài vậy đó. Mà anh mua đồ thì có mua đồ nam, mua đồ nữ cho là bằng quyền. Thì đó. Bữa nay mình rồi không ai nói cho biết gì trơn. Bữa nay vô hả thấy gì đâu mà toàn là nữ không? Hỏi ra đầu rồi xanh xanh minơ hồng tím cái lửa đó. Mà tự đến giờ từ chối, ủa quên gì nè, mà ổng chối kìa. Đâu có đâu, tụi con có vú đâu mà mua đó. Bạn ngày đó họ từ quá trời từ luôn rồi bỏ bạn. Dạ ha. À. Bán lại cho tôi đi, đâu giấu đâu mất tiêu rồi, bà nói đâu mất tiêu rồi. Bà giấu rồi. Là cô giấu rồi phải không? Đó, đây là cái mà sự thật câu chuyện của mẹ con của Tuấn á. Anh Tuấn này nè, bữa nay Phong mới biết được cái giới tính thật của anh Tuấn luôn á. Thấy ổng tướng tá ngon lành, thấy cũng men quá chứ ai nhà, tính ra là ổng máu kia rồi. Em nghĩ là vậy. Dạ. Đúng rồi, cộng thêm cái ổng tên. Dạ. Vậy là tính ra thấy mặc đồ nữ là lâu lắm hả cô, hả chị? Bữa nãy á, định lấy cái thùng đồ của nó và mua cho nó một cái đồ nam, quần xì nam á. Ông không chịu, ông cự quá trời, ông cự. Vậy lấy làm chi? Phải chi mà mình lấy thùng nữ mình mua nam mà nó chịu mặc là em mua liền. Ừ, vậy em lấy làm chi? Ừ. Trời ơi, tôi bị nó lên cơn hoài. À, lúc đầu mình còn sợ, giờ có ngán gì nữa đâu hả? Mình biết nó rồi, nó lên cơn cãi, nó đi làm gì đâu. Đưa lên bệnh viện, nó lãnh ha, chốt có ké về, biết không? Lên cơn có ké, chữ bả chứ, đâu có làm gì ai. À. Chữ bà này là hạng nhất nè, lôi bà này ra cơ mà. Tại dễ chữ nhất. Ừ, dễ chữ nhất chứ, không dám chữ ai chứ. Chữ ngoài tao quýnh thấy mẹ luôn, người ta đâu biết đâu.
Dạ hả? Con cái gì, con cặp gì thôi hả? Chứ không có làm, biết má nó con cặp có cái gì đâu mà có con cặp không mà. Không có làm gì. Con cái lên sơn là chữ bà này nè. Ôi trời ơi, khổ, đúng là khổ thật sự luôn á, chứ không phải vừa. Tâm bệnh nè. Giữ sức khỏe nha cô. Thôi. Vợ có nước mà gả nó cho Việt Kiều nào á, hả, mấy bà mới khỏe thôi bà nội ơi. Bữa nào hả, có hàng nào về vớt nó bà chịu không? Rồi, vậy là chừng chung số đó. Sao? Nó đâu có tắm đâu, có anh kia là tắm đó. Trời ơi, giờ rồi là kêu tắm hết tóc luôn đó. À, từng rồi hả? Thì cái mấy bữa chứ vậy? Có người kêu là đó. Cho tiền luôn, nước cho bao nhiêu tiền, không tắm thì không tắm bao nhiêu cũng không nữa. Bữa đó kêu tắm ngon lành hết tóc luôn. Trúng cái gì? Trúng gió. Nước sông thôi đó chứ. À. Bữa đó cho tiền á, bà nhận tiền hả là tội lỗi đó nha bà. Nói gì luôn á, bữa đó cô tỉnh táo. Bà lãnh tiền này là bà nợ đó nha. Ừ. Nợ đó. Vậy đó nói chuyện ngon lành chứ bộ. Mẹ bữa nãy nó cũng vào với mẹ nhưng mà nó không dám với em. Từ nãy giờ là nó không dám mà khùng với em á. Có hiếu lắm nha. Có hiếu lắm tỉnh. Dạ hả? Có hiếu lắm. Nhưng mà lúc mà bà mà bệnh ha, bà nằm bệnh viện một cái ha, bà có hiếu cực kỳ luôn. Ủa vậy hả? Dữ lắm đó. Dữ dằn luôn mà tự nhiên rồi cái về cái làm như là bả như cái... làm như bả với ông này cũng như cái dạng mà làm như là cái kỷ hay sao đâu thì mình không biết nha. Khắc khẩu hay sao đâu thì không biết. Ừ. Nhưng mà mỗi lần bà này mà bệnh một cái hả là quan tâm dữ dằn lắm. Trời. Tiền bạc đi ha, à này nọ ha là quan tâm dữ lắm, ăn uống này nọ là lo dữ lắm luôn. Ai cho là cũng hơn mẹ. Sao tự nhiên về hết bệnh rồi là vậy đó. Chữ. Ôi. Thôi thua. Cái này nhiều khi do tâm tính hay do cục đất hay là do làm sao nữa nè. Vậy là nó ra ngoài nó đỡ hơn trong nhà không? Ở ngoài thì cũng nói chuyện cũng được thôi. Nhưng mà có cái đừng có chống nha. À. Có nghĩa là mình nói chuyện đàng hoàng thì thôi. Đúng rồi. Mình đừng có chống. Chống là nó chửi lại vậy đó. Ủa phải rồi, mấy cái người này mà càng cương. Mấy là kêu ông Tứng đồ này nọ nói chuyện đàng hoàng lắm. Đúng rồi, mấy cái này mà cương với nó cương tới bến luôn à. Chứ không phải vừa đâu mà. Ừ. Tứng ơi. Nấu cơm hả? Sao? Trời ơi hớt cái gì. Xấu dứt mẹ luôn, nó sọc dừa sọc rằng mà hớt vậy là mừng lắm rồi đó. Ừ có đỡ không? Mà có cái nhà em tức nhà cái lỗ lông mũi em hớt không được. Bữa nào giả sử như bữa nào anh cũng quay ha, anh lấy cái gì đó. Cái tông đơ. Ồ, đẩy một cái ha, lên một phân đều, một cái là còn sướng nữa. Đó, về bữa đó khen khoái. Ông ta đẹp gái bà nội ơi. Bà lo đẹp trai. Bữa nay mặc cái quần là thấy quần nữ nè, chứ không phải quần nam nữa nè, thấy không? Ê! Anh Phong lấy cái đầm của vợ anh Phong á, đưa cho nha. Ừ! Cái đầu hiếm lắm nha. Ê, chị hỏi có mặc quần xì không kìa? Kìa, chị mua ống ngực nữa kìa, bán không? Tắm rồi.
nếu mà ông mà nam mà bảnh trai là tôi ưng liền đó. Thôi, chào, hiểu không? Má đi má ơi má. Tôi ta nữ chứ không phải nam nè, má về má. Dạ hả? Tao có tiền là nó cưới mày đó. Là thằng Tấn nói vậy hả? Hai anh em chú bác. À. Tao mà có tiền là tao cướp mày liền đó. Ê Tấn. Tấn chịu anh Phong không? Ôi. Sao hả? Chê anh Phong già hả? Chê anh Phong xấu hả? Chứ sao biết là chân có kiếm mà không kiếm. Trời ơi kiếm lửa không. Ê ê tụt quần ra coi. Thôi thôi kiếm nó lẹo bò lên quần nó cắn á. Tụt quần ra coi. Kiếm cắn ngay mà. Nhìn đúng ra luôn ha. Quần này là của thằng chứ đâu phải quần dài của thằng chứ phải của con. Rồi thôi mẹ con vô nghỉ đi. Cô con cảm ơn cô nha. Anh chị, dạ. Bữa nào gặp. Ê, bye bye nè. Nha, tối ê, tối nay anh Phong chở đi chơi. Trời ơi, vô ngủ. Ngồi bên ôm em ớt coi. Vô ngủ. Thôi vô ngủ. Chê anh Phong già phải không? Chê anh Phong xấu phải không? Phải. Tại em có tiền em tối vô ngủ là ngủ mê. Anh thằng em là vô ngủ là mê luôn. Trời ơi vui quá hả. Rồi hãy đăng ký kênh theo dõi của chú anh chị. Không xin chào.